Anh em có nhu cầu muốn Ninh Ngọc Dầu online thì hãy lên shop ninhnammoti.com nhá. Shop mới khai trương nên giảm giá cực kỳ là kịch liệt luôn, lên đến 40% giá trị shop khi nạp bằng ví. Anh em cũng có thể có mặt trong top nạp thẻ và những cái mộc giam giom cực kỳ là giá trị. Anh em săn nick 60 tỷ, 40 tỷ hoặc là những nick với giá là 1 đồng thôi. Top nạp thẻ sẽ trao thưởng vào cuối tháng. Ok anh em nhé, chào mừng anh em đến với channel mình Ninh Nam 1 tỷ đây. Thì hôm nay, hôm qua thì mình có đăng là góc bán lỗ, mình có update lại giá của shop Ninh Nam 1 tỷ.com ở nick mục NZO ấy. Hiện tại cho nó phù hợp với tình hình game thì tổng lỗ là 30 mê. Anh em thì nhiều anh em thì không tin, nhưng anh em có thể tính nhanh như này nhá. Mình có 500 nick, 500 nick mà mỗi nick mình chỉ cần fit 50.000 thôi, 50 60.000 thôi. Còn những cái nick mà trước đây mình nhập với giá là khoảng 2 triệu ấy, bây giờ may ra chắc chỉ 1 triệu hoặc là không được ấy. Nick mà găng 5 sao ấy, hay găng 5 sao trước đây mình nhập là tầm độ khoảng 2 triệu, giờ chắc 1 triệu không đến. Thế nên là anh em cũng tin tưởng mình thế nên anh em cũng đừng feed nhiều, bởi vì là cũng không có lãi mấy đâu, thậm chí còn lỗ ấy anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật về tình hình game một chút nhé. Hiện tại đây là group King Carrot. Anh em có thể thấy là hôm nay thì có 130 bài viết mới, và trong tháng này thì có 46 thành viên trong tuần qua. Group này tạo từ 5 năm trước rồi, nên là mình là adder của group này. Thì anh em có thể thấy là trước đây thì mỗi một tháng thì là theo mình thấy ấy, là một ngày ấy, thì chỉ có tầm khoảng mấy chục bài viết thôi, thực ra tương tác nó rất là thấp. Nhưng mà bây giờ thì tương tác nó đã cao hơn ngày xưa rồi, chứng tỏ là những anh em chơi game mà đã quay lại rồi, quay lại khá là nhiều và còn rất là nhiều các group khác. Thì ở cái game Ngọc Rồng của chúng ta ấy, thì anh em có thể thấy là có rất là nhiều các group, một cái game một server thôi có khi có cả hàng mấy chục group thôi cơ, còn 10 server thì nó có hàng nghìn group, có khi có hàng nghìn group thật anh em ạ. Thế nên là mỗi group thì cái tỷ lệ bài viết nó rất thấp so với cả những cái trang khác, thì có khi là một cái group thôi một ngày có cả hàng nghìn bài viết hoặc thậm chí mấy nghìn bài viết, nhưng mà nó không phải là tổng hợp tất cả của cái game vào, ở đây nó chỉ là của một server thôi, còn ở đấy nó là tổng hợp của cả một cái game. Thì anh em có thể thấy là cái sự tăng trưởng này là có tiến triển rồi. Tình hình game hiện tại thì cũng nói ổn, thì thật ra là chưa bao giờ là ổn cả, chả biết nào là ổn. Thế nên là anh em cũng có thể an tâm mà quay trở lại game chơi. Còn anh em cũng có thể thấy là vàng, giá vàng bây giờ thì cũng đạt đến cái mức độ nó ổn định, tức là nó ổn định tức là nó không tăng nữa, chứ không phải là nó về giá tốt, nó chưa phải là một cái mức giá tốt và phát triển, nhưng mà nó ở mức ổn định và có cái dấu hiệu là không còn tăng nữa thôi. Chứng tỏ là gần như là game đã đến cái mức mà vượt qua cái thời điểm khó khăn nhất, gọi là cái thời điểm là đáy của khó khăn ấy, nghĩa là đáy của khó khăn, đã vượt qua cái thời điểm đó rồi, và bây giờ thời điểm bây giờ là thời điểm mà đi lên, nhích lên thôi, chứ còn cũng nếu mà để mà nói mà đi xuống nữa thì mình nghĩ là cũng khó. Tuy nhiên không có cái gì là không thể cả, nhưng mà nó cũng khó thôi, đã qua cái thời điểm đáy rồi, nên là anh em có thể yên tâm và quay trở lại game chơi nhé. Thì hiện tại thì anh em có thể thấy là ở đây thì có một cái group là NZO Blue. Thế em có thể thấy là một cái nick như này thì rất là VIP. Nếu mà nick này mà ở game Ngọc Rồng Online chính ý, thì nick này bán rất là nhiều tiền anh em ạ. Bởi vì anh em có thể thấy này, thỏ này, cộng với cả giáp điện tập 3 này, găng hủy diệt này, tất cả mọi thứ, ngọc, vàng, các thứ rất nhiều, và bán với giá là 20.000. Thực tế ra là sức mạnh những 91 tỷ cơ. Thực tế ra là anh em nhìn vào cái con nick này, nếu mà là nở rộng thật ý, thì con nick này khá là VIP. Không phải là quá là VIP nổi trội, nhưng mà cũng khá là VIP, cũng bán được tầm khoảng 400-500.000 đấy anh em ạ. Nhưng mà ở NZO Blue thì chỉ với giá là 20.000 thôi. Vậy nên là khi mà anh em mua nick ở NZO Blue thì anh em sẽ rất dễ bị mất giá, và anh em không biết là như nào. Thậm chí là có những cái phiên bản nậu, server nậu đã bị đóng cửa rồi. Thế nên là anh em hãy chơi những cái phiên bản nào mà nó là chính thống, mà nó có bản quyền từ nhà nước, hoặc là ít ra nó cũng là một công ty đàng hoàng và hoạt động lâu năm, có uy tín lâu đời, chứ không phải là một cái người nào đó mà anh em không biết họ là ai và mở ra. Khi mà anh em trải nghiệm, hoặc là anh em mua cái nick vài chục nghìn thì cũng không sao cả, hoặc là vài trăm nghìn thì cũng không sao cả, hoặc thậm chí vài triệu, vài chục triệu không sao cả. Tuổi trẻ thì có những lúc thất bại của tuổi trẻ là cần thiết để anh em có hành trình vững vàng cho tương lai. Nếu tuổi trẻ mà anh em không thất bại thì rất dễ trong tương lai, những lúc 30 năm đến 40 tuổi anh em thất bại, và lúc đó anh em sẽ không vượt được lại, bởi vì anh em chưa có kinh nghiệm thì lúc đó anh em sẽ không vượt được lại. Còn khi mà tuổi trẻ quá mà anh em thất bại thì anh em hoàn toàn có thể vượt lại được, nhưng đương nhiên đừng thất bại một cách ngu ngốc, một cách không hợp lý. Thế này là cái chuyện mà anh em vào cái game nậu ấy, mà không may nó bị mua nick, mà không may nó bị đóng cửa ấy, thì nó cũng là chuyện, một câu chuyện rất là bình thường thôi. Anh em cũng không cần thiết phải buồn, hoặc anh em chơi game anh em bị lừa đảo thì thực ra anh em cũng không cần thiết là phải buồn, bởi vì những anh em mà chơi Ngọc Rồng nha, mình khẳng định sẽ thông minh hơn rất nhiều những cái người mà không chơi game Ngọc Rồng
Mình nghĩ là như vậy, thường thường là như vậy, bởi vì những anh em chơi ngọc rồng thì sẽ biết rất là nhiều các hình thức gọi là hình thức lừa đảo, cũng như là ví dụ như lừa đảo qua mạng, như là giả mạo người thân vay tiền, rồi bill giả tài khoản ngân hàng, rồi giả mạo số điện thoại, giả mạo tài khoản ngân hàng các thứ rất là nhiều. Nên là anh em có thể yên tâm là khi mà anh em ra cuộc đời, anh em sẽ có một cái hành trang rất là vững vàng. Thì game ngọc rồng đối với mình thì nó vừa là đam mê, nó lại còn vừa là một giống như kiểu là một cái trường học đối với mình ấy, để mình ra ngoài đời mình không bị những cái cạm bẫy. Thì mình thế nên là mình vẫn đam mê với ở game ngọc rồng, mặc dù đến thời điểm hiện tại bây giờ mình có thể làm rất là nhiều các mảng khác mà đem lại lợi nhuận cũng cũng có thể là không bằng game ngọc rồng, như dần dần có khi có thể hơn game ngọc rồng rất là nhiều. Thế nên là nhưng mà mình vẫn đam mê với game ngọc rồng, và mình vẫn dùng cái công sức của mình để mà trụ đến game ngọc rồng đến lúc nào mà mình nghĩ là có thể là tuyệt tuyệt vời nhất và tốt nhất. Đương nhiên mình không nói trước điều gì, nhưng mà mình nghĩ là game ngọc rồng sẽ là một cái sân chơi cũng như là một cái trường học, ngoài là chơi game ra thì cũng gần như là một cái trường học để anh em có thể vững vàng trong tương lai có một cái kiến thức lớn để bước ra cuộc đời. Thì anh em có thể nhìn ở đây là có một cái server Ngọc Rồng Private hoặc là một số server khác cũng đã đóng cửa rồi, chứng tỏ là cái thời điểm đỉnh cao của những con game lậu cũng như là thời điểm đáy của game Ngọc Rồng cũng đã qua đi, và bây giờ gần như là cái Ngọc Rồng lậu hoặc là những server lậu sẽ bị lụi tàn. Bởi vì khi một cái server nó bị sập thì nhiều người sẽ mất lòng tin vì nó và sẽ có cái tính dè chừng hơn. Ví dụ chưa một con game Ngọc Rồng nào sập, một con nậu nào sập thì anh em có thể nạp 10 triệu, 20 triệu vào anh em cảm thấy là cũng bình thường và anh em tin tưởng. Nhưng mà khi có một con game sập rồi thì anh em cũng rén trong cái việc mà nạp một số lượng lớn, có thể là vài trăm hoặc là 1, 2 triệu thì mất cũng không sao, nhưng mà anh em sẽ không dám hoặc là không muốn là nạp nhiều hơn số tiền đó vào, hoặc là những cái người buôn, dân buôn người ta không muốn là ôm quá là nhiều. Và anh em có thể thấy là hiện tại thì có những cái gọi là cái người mà có uy tín lâu năm giống giống như kiểu Hoàng Đình Dũng này thì cũng đã cuối tháng cũng sẽ gỡ nậu tại AZ giao dịch. Thì tất cả những cái người uy tín, những cái người giao dịch uy tín ấy, thì người ta đã xóa những cái phiên bản nậu trên cái hệ thống của người ta rồi, thì nó sẽ rất là khó sống. Bởi vì một cái game mà phát triển ấy, thì nó dựa vào cái cộng đồng của nó, và cộng đồng mua bán nó càng nổi trội càng to thì game sống càng nhanh càng dễ. Mặc dù anh em có thể thấy như một số game nó rất là bình thường thôi, nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó vẫn sống rất là tốt bởi vì cái cộng đồng của nó mua bán cực kỳ sôi nổi, cực kỳ đông. Anh em tưởng tượng như anh em mua một cái nick trên shop Ninh Làm 1 tỷ của mình nhé, với giá là 200.000. Khi mà anh em chơi chán, anh em biết được rằng anh đinh đinh là nghĩ được trong đầu là à, cái nick này khi mà mình chơi chán mình vẫn bán được ngoài 180.000 đồng, thì anh em sẽ có vẻ là an tâm hơn những cái game khác. Ví dụ sang những game khác mà anh em mua một cái nick này là 200.000, nhưng mà khi mà anh em nghĩ anh em bán đi, đôi khi nó không có ai mua, hoặc là đôi khi nó được giá rất thấp thì anh em sẽ rất là chán. Đấy thì đấy chính là cái điểm mà giữ chân cái người chơi của game Ngọc Rồng từ bao nhiêu năm nay là hệ thống giao dịch và cộng đồng. Thì anh em có thể thấy là ngay ngày hôm trước thôi, mình đăng một cái tút là xả nỗ rất là nhiều nick Ngọc Rồng, thì hiện tại thì chỉ sau một ngày thôi, tức là hôm nay là ngày 19, thì mình đã bán được 18 nick trong vòng một ngày hôm nay. Thì đương nhiên cái số lượng nick bán này của mình cũng có những nick anh em biết là mình bán nỗ, thì anh em đôi khi có những người rất là tốt, người ta biết là mình bán nỗ nên là người ta đã, sau khi người ta mua người ta đã cho mình thêm được khoảng là 1-20 nghìn hoặc là 30-40 nghìn. Số tiền đó đối với mình nó rất là to, nó không những to bởi vì cái giá trị của nó mà to bởi vì cái tình cảm mình rất là cảm động, mình cảm thấy là mình được tin tưởng, mình được tôn trọng, và cái quan trọng nhất cuộc đời này là được tôn trọng trước mặt người khác là điều rất là quan trọng. Mặc dù anh em có giàu như nào đi nữa, có giỏi như nào đi nữa, nhưng mà trước mặt người khác anh em không được tôn trọng thì anh em cũng là người bỏ đi. Có anh em có dốt, có tệ như nào đi nữa, nhưng mà người ta yêu quý, người ta tôn trọng thì anh em vẫn là một người vô địch trong vòng mọi người. Cuối cùng thì mình xin chúc anh em có một buổi tối tốt lành để chơi game hoặc là để học tập. Đương nhiên cái việc chơi game chỉ là giải trí, còn việc học tập vẫn là việc anh em nên lựa chọn. Từ trước đến nay kênh của mình chỉ hướng đến việc anh em kiếm tiền, học tập và phát triển bản thân, chứ hoàn toàn không hướng đến anh em vào các lĩnh vực như là cờ bạc hoặc là xui anh em chơi bời hoặc là nói tục chửi bậy. Thế nên là anh em hãy cố gắng ủng hộ kênh mình thật là nhiều để có thêm nhiều tương tác để mình bán được nhiều hơn nick nhá. Ok, bye bye anh em, cảm ơn anh em rất nhiều. Mình sẽ chọn ra hai bạn may mắn nhất để nhận được phần thưởng là 10k shop nhá. Bạn đầu tiên thì mình xin chúc mừng là bạn không trúng thì thôi đã nhận được 10k shop, chúc mừng bạn đã trúng nhá. Còn bạn tiếp theo thì mình xin chúc mừng là bạn Tình Nguyên đã nhận được 10k shop. Anh em nhớ comment tài khoản shop thật là nhiều để mình tặng tiền nhá.